Hoehanye mắng netizen ác khẩu ghê gớm khi bị tố Thảo Mai chơi xấu Khánh Vân. Trong đêm chung kết Miss Universe, Hoehanye và nhiều nàng hậu khác đã cùng hội tụ để cổ vũ cho Khánh Vân. Sau khi Khánh Vân lọt top 21 Miss Universe và có được lượt bình chọn cao nhất trong lịch sử cuộc thi tầm cỡ thế giới này, Hoehanye đã mở livestream để tranh thủ trò chuyện với khán giả. Tại buổi livestream này, Hoehanye không chỉ chia sẻ về tình cảm mà cô dành cho đàn em, khuyến khích các cô gái đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ, mà còn bức xúc lên tiếng đáp trả những bình luận ác ý của anti-fan trước đó. Hoehanye bức xúc, mỗi khi Hen vote hay thể hiện sự cuồng bé Vân, anti-fan lại bảo Hen là giả tạo. Thấy điêu không? Hen cảm thấy mọi người ác khẩu ghê gớm. Đến khi Hen đăng lại hình kỷ niệm cũ, lại cũng có những người nói Hen thiếu tinh tế. Hen đăng top list lại bảo Hen không đủ trình. Trong trận chiến này, Hen phải vừa cổ vũ vừa cố gắng không để anti-fan đạp đổ tinh thần. Không chỉ đáp trả anti-fan bằng những lời lẽ đanh thép, Hoehanye khẳng định anti-fan không thể chia rẽ được tình cảm giữa cô và Khánh Vân. Anti-fan sẽ luôn soi, dùng ABC gì đó suy luận nhưng thực tình không hề có. Còn fan chân chính đã yêu thương thì sẽ quan tâm, luôn biết tình cảm của chị em như thế nào. Mọi người không biết tại sao Hen lại kêu gọi nhiều như vậy, vì người ta yêu thương thì mới làm được chuyện đó. Vậy mà bảo Hen giả tạo, thiếu tinh tế, không đủ trình. Hen quạo lắm luôn đó. Đang mùa dịch, ở nhà stress vì không được làm gì mà thêm những lời đó, quạo lắm luôn. Nhưng xin lỗi, không bao giờ họ đánh sập được trái tim và tình cảm chị em của Hen. Nàng hậu người ED đáp trả đành thép. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đồng tình với chia sẻ của Hoehanye, đồng thời khuyên cô không nên để tâm đến những bình luận tiêu cực. Trước đó, Hoehanye vấp phải ý kiến tranh cãi khi đăng tải bộ quốc phục bánh mì từng gây sốt trên sân khấu Miss Universe vào năm 2018 do cô thể hiện, thay vì chia sẻ hình ảnh về Khánh Vân để ủng hộ đàn em. Bài đăng này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để Hen nhớ lại quá khứ, mà nên đăng bài ủng hộ đàn em đang chinh chiến. Bên cạnh đó, cũng có rất đông khán giả bênh vực và khẳng định Hoehanye đã có rất nhiều động thái ủng hộ Khánh Vân trước đó. Còn đây là bài đăng kỷ niệm nên không liên quan. Thậm chí nàng hậu còn bỏ ra 22 triệu đồng để bình chọn cho đàn em, nên hy vọng một bộ phận netizen đừng nên vạch lá tìm sâu. Vướng vào ồn ào, Hoehanye nhanh chóng đáp trả dưới phần bình luận. Nhớ đọc kỹ status nhé. Với vai trò là giám khảo của Miss Universe năm nay và thấy được sự tỏa sáng tuyệt vời của Vân, nên Hen nhớ lại năm của Hen cũng được trái như vậy. Vì vậy, mong muốn các cô gái đang chần chừ hay đang suy nghĩ có thi không, thì Hen nói thi đi sẽ có cơ hội vậy đó. Ha ha, mọi người đừng đi quá xa nhé. Ngoài ra, nàng hậu cũng chia sẻ hình ảnh về cán em như một động thái rõ ràng để ủng hộ đàn em, khép lại ồn ào bằng một lời cảm ơn vì khán giả đã đóng góp ý kiến. Không dừng lại ở đó, Khánh Vân và Hoehanye tiếp tục vướng vào lùm xùm đạo nhái thu hút sự chú ý của netizen. Cụ thể, trong phần thi bán kết Miss Universe với màn trình diễn bikini và trang phục dạ hội, Khánh Vân chọn bộ đầm màu cam mang tên Hừng Đông của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, khoe trọn lợi thế hình thể và cống hiến màu catwalk mãn nhãn cho người xem. Một số cư dân mạng lại nhận xét gay gắt và tố cú xoay của Khánh Vân không có dấu ấn riêng mà như sao chép của Hoa hậu Hoehanye tại bán kết Miss Universe 2018. Nhiều người còn chỉ ra trang phục dạ hội của hai nàng hậu cũng na ná nhau với tà váy bay bổng, thiết kế xẻ cao, khoe đôi chân dài miên man. Sự rập khuôn khiến một số khán giả cảm thấy nhàm chán, không hứng thú. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của một bộ phận nhỏ netizen. May mắn là hầu hết dân mạng Việt Nam vẫn đánh giá cao nỗ lực của Khánh Vân. Một chiếc váy dạ hội hay bất kỳ trang phục nào mà người đẹp mang theo đi chinh chiến tại Mỹ đều có câu chuyện ý nghĩa riêng. Tất cả đều được các nhà thiết kế và cả ekip dành trọn tâm sức, thời gian và nhiệt huyết để cho ra đời sản phẩm hoàn hảo nhất, vừa tôn lên sắc vóc, vừa thể hiện được tinh thần văn hóa Việt. Bên cạnh đó, với kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, tự tin và thần thái, mỹ nhân chiến ích đã tỏa sáng theo cách riêng của mình, khiến khán giả nước nhà phải tự hào bởi đại diện Việt Nam không hề thua kém các đại diện nước khác.